30 chọt 30 xoong nè, đi 3 bình. Đây, mình đo nè. 38 vo nha, 3 bình. Đây, 3 bình. Này có một bạn em nhỏ nó hỏi mình 3 bình đi vo chọt được không nha các bạn. Bạn. Lỗ này cũng 3 bình nha các bạn. Lỗ này 48 nhưng thực chất có 3 bình thôi. Truyền thống ở hôm nay chưa tầm truyền thống nha, zin nha. Đây. Em nó thử hỏi thử là 35 rưỡi chọc 12 sò đi được, đi được 3 bình không, là mình chơi, mình chơi luôn là thêm 12 sò nữa là 30 sò mà. 24 nè, thêm 6 nữa, thêm 6 nữa là 30 nha. Hả? Nguồn là 38 con nha, đàng hoàng nha. Rồi mình thử nha các bạn thôi. Mình dùng con biến rõ mình dặn nha, chứ không dùng tay gai nha. Hết tay nha. Rồi, cái này là chỉ zin thôi anh em. Zin thôi nha. À, tuột xuống không? Bình này chưa đầy nha anh em. Bình này chỉ mới sạc có bình này, bình hai bình này anh bỏ hơn tháng rồi đó. Mà nó chạy nhanh vậy nè. À. Anh không dám dựng lại nha. Mạnh lắm nha. Đàng hoàng nha, nguồn điện này nè. Đây. Dây nè. Đây còn dương rồi đây, mình không có câu 48 nha. Rồi cảm ơn em.